Chàng trai này đang ngồi thuyền, live stream câu cá. Một bạn hỏi anh mấy tuổi vậy? Anh trả lời, anh 9 tuổi nhá, 9 tuổi. Có vẻ mọi người không tin lời anh nói. Ai cũng muốn x2, x3 lần con số 9 của anh. Anh buồn lắm, tại sao mọi người không ai tin anh? Anh đã 9 tuổi rồi, khi nào anh có vợ? Show mặt vợ anh đi, ok. Lấy đâu ra vợ mà show bây giờ? Anh nói mọi người đây là quả xoài, cũng không ai tin anh cả. Cái này không phải là hình quả xoài à các bạn, đây là cái hình gì? Vẫn còn buồn chuyện hồi tối live stream không ai tin anh cả. Rõ ràng đó là quả xoài mà. Để bớt buồn, 11 rưỡi đêm hôm đó anh tiếp tục đi câu giải sầu. Câu đến gần 12 giờ đêm thì anh lên được một bóng 6, nhưng anh vẫn thấy buồn, lần này là buồn ngủ. Thôi tạm biệt mọi người nhá, mai chúng ta chơi tiếp sau vậy. Bye bye mọi người nhá.